Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 316, Lấy lòng. Lâm Di bảo bạch thước đỡ mình đến phòng ấm ngắt hoa, cùng mama vội chạy tới. Chị dâu nhà mẹ đẻ lão phu nhân đến, đang khóc ở tam tiến viện. Lâm Di buông hoa sơn trà trắng, trong tay xuống, nàng con tưởng vài ngày nữa mới tới. Tang kỳ của Thái hậu nương nương còn chưa qua khắc nào như vậy, không quá mức bất ngờ, có nhiều chuyện phải mượn cớ tang sự mới giải quyết tốt được. Lâm Di chậm rãi rời khỏi phòng ấm, quay về phòng trong nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống thì đoàn thái thái dẫn theo hai vị tiểu thư đến thỉnh an. Tất cả mọi người đều phải mặc đồ trắng, hai vị tiểu thư đi giày vải bồi màu xanh nhạt trông vẫn thanh tú, trong mắt đoàn đại thái thái đầy tia máu vẻ mặt mệt mỏi lời nói ra nghe cũng yếu ớt quất hồng bưng trà lên mọi người uống trà lâm di mới chủ động hỏi đoàn thái thái sao thế này không hỏi thì còn tốt nàng vừa mới hỏi thì nước mắt của đoàn đại thái thái lập tức tuôn rơi mấy ngày nay trong nhà không yên lão thái ra nhà tôi cơ thể không ổn lúc trước chỉ cần uống thuốc là được rồi bây giờ uống thuốc gì cũng không có tác dụng nói rồi bà ta ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lâm di giống như vẫn chưa được thỏa lòng. Lâm Di nhìn ra manh mối, thấp giọng hỏi, đại thái thái có gì khó nói sao? Sắc mặt đoàn thái thái khó coi, quận Vương Phi đang có thai, có vài lời vẫn không nên nói ra, tránh dọa quận Vương Phi động thai khí. Nói nghiêm trọng như vậy, Lâm Di cũng không hỏi nữa, ánh mắt chuyển đến trên người hai vị tiểu thư đoàn gia. Tam tiểu thư đeo xa hoa màu trắng, tóc búi cao, đôi mắt trong trẻo, nhân lúc mọi người không để ý đánh giá cách bài trí trong phòng nhìn thấy ngọc kỳ lân cạnh giường sáng long lanh thì hâm mộ rời mắt về cái bụng to của lâm di sau đó mới giả vờ điềm tĩnh như không nâng chén trà lên uống lâm di mỉm cười đây là náo loạn cái gì vậy rốt cuộc vì sao đoàn ra lại đến lâm di ở bên này tán gẫu chuyện nhà với đoàn đại thái thái còn đoàn lão thái thái khóc hết nước mắt trong phòng chu lão phu nhân hết lần này đến lần khác hương nến đều bị chuột cắn tôi đã biết mùa màng không tốt ai ngờ lại đến mức này hôm qua lư hương đang thờ cúng bị mất phật đường nhà tôi còn bị cháy đây là sắp xảy ra đại sự tôi tìm người đến xem sao nói là bên này cô nãi nãi đã đồng ý với phật tổ nhưng lại không làm nên bên trên trách tội nếu không sao anh trai cô bệnh mãi không khỏi chứ chu lão phu nhân nhíu mày nhìn kỹ đoàn lão thái thái chị dâu nghe nico cô nhà ai nói vậy tôi là con dâu chu gia nếu đồng ý nhưng không làm thì cũng liên lụy đến chu gia sao lại liên lụy đến nhà mẹ đẻ chứ đoàn lão thái thái nhìn xung quanh thấy không có người ngoài nào phải ni cô nào là đồ đệ của phố viễn đại sử liễu mục sư phủ cô nãi nãi có quen biết phố viễn đại sư nếu không tin thì đi hỏi xem có việc này không cô ra mới mất trong nhà tôi có việc gì cũng không muốn làm phiền cô nãi nãi nhưng việc này chắc chắn không phải việc chúng tôi có thể xử lý được chu lão phu nhân vừa suy nghĩ lời của đoàn lão thái thái vừa nói tôi đã đồng ý điều gì chứ cho dù là đồ đệ của phổ viễn đại sư thì vẫn có thể sai chị dâu đừng nên tin vẫn nên tìm người tài giỏi chữa trị cho ca ca mới được nếu có được liệu gì tìm không được tôi sẽ nghĩ cách sắc mặt đoàn lão thái thái không tốt cô nãi nãi nói như vậy thì giống như tôi đến để đòi tiền ai mà chẳng biết cô nãi nãi hứa với phổ viễn đại sư sẽ tu sửa chùa miếu xây kim tháp bây giờ kim tháp mới xây được một ít đã gác tại đó còn không phải đã hứa mà không làm sao chuyện nhà tôi vì ca ca cô bệnh mà xây phật đường và tiền đường không phải cô không biết bây giờ tiên đường bình an vô sự mà phật đường tại cháy đây không phải có liên quan đến cô nãi nãi thì liên quan đến ai chứ Cô nãi nãi liên tuy khiến cho phủ tín thân vương và phủ kính quận vương liên tục gặp tai ương, sao tại không nghĩ đến điều này chứ? Nếu không tìm cách hóa giải, thì cái phủ này chẳng biết bao giờ mới được sống yên ổn. Ngày thường không đến nhà, Nguyễn Cảnh xảy ra chuyện cũng chẳng thấy bóng bọn họ, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện tại một mực đổ tên đầu bà. Chu lão phu nhân nhìn miệng của đoàn lão thái thái cúc đóng cúc mở thì thấy như bị rót một muối dầu, vừa nóng tại vừa buồn nôn dường như chỉ cần mở miệng đã có thể phun ra, Cúc Câu mới cố nhịn nói, vậy chị dâu nói nên làm thế nào? Đoàn lão thái thái đáp, lão thái gia nghe được chuyện Phật đường thì bệnh càng nặng hơn, vùng vẫy muốn tới nói chuyện với cô nãi nãi, tôi phải vất vả khuyên can, theo tôi thấy, không bằng cô nãi nãi nói với phủ Tín thân vương, ít nhất cũng phải xây xong Phật tháp, Thái hậu nương nương đột nhiên hoàng, xây Phật tháp cũng coi như là tận hiếu với thái hậu phổ viễn đại sự là cao tăng đắc đạo đương nhiên sẽ không nói hẳn ra chẳng lẽ cô nãi nãi lại không hiểu ý ca ca cô có qua lại với liễu mục sư phủ bèn cầu xin liễu mục sư phủ tạm thời hóa giải tai họa trước mắt cô nãi nãi thấy có được không ép bà phải đồng ý thật ra còn có lời tiếp nữa sắc mặt chu lão phu nhân chẳng ngờ đoàn lão thái thái nhìn chu lão phu nhân không chịu tiếp lời uống hợp trà sau đó đặt chén xuống hai đứa con gái của cháu trai cô đến giờ còn chưa định hôn sự mấy đứa nhỏ trong nhà cũng chưa lấy vợ tình trạng trong nhà bây giờ cũng không thể so với lúc cô nãi nãi xuất giá ca ca cô vì giữ mặt mũi mà chi tiêu càng lúc càng nhiều cô nãi nãi vì nguyễn cảnh làm nhiều chuyện vô tích sự nhà tôi cũng dốc toàn lực ủng hộ hiện giờ tiền thuốc của ca ca cô không ít nhà tôi thu không đủ chi đã lâu thế nên tình hình túng thiếu nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đến cả tiền thuốc của anh trai cô cũng không bỏ ra nổi. Tôi cũng không còn cách nào mới phải đến tìm cô, nếu tai họa này có thể vượt qua, nhà tôi cũng không bị kéo đổ, còn có thể sống qua ngày. Ý của câu này nghĩa là đồ cưới của bà quá nhiều nên mới liên lụy đoàn ra. Lúc trước chị dâu đã muốn dùng cái cớ này uy hiếp để gà cháu gái trong nhà cho tôn thất doanh, lúc ấy bà ta ứng phó bằng cách nói sẽ giúp đỡ tìm mối, giờ lại không thèm nể mặt, công khai tính sổ với bà ta. Cái gì mà Phật đường bị cháy, chỉ là lấy cớ mà thôi, sợ bà ta bệnh không dậy nổi sẽ không kiếm được miếng lời. Chu lão phu nhân thầm cười lạnh, bà ta đã gây ra nghiệp chướng gì, mà có dạng anh trai chị dâu thế này, gả cho người chồng ăn cây táo rào cây sung, sinh ra đứa con trai làm gì cũng chẳng xong như Nguyễn Cảnh chứ. Đoàn lão thái thái nói đến đây thì đắc ý nói từ chuyện trước khi chu lão phu nhân xuất giá anh trai và chị dâu đã chăm sóc thế nào đến chuyện bà ta đi cùng lão tổ tông đến tôn thất doanh làm thông gia thể nào chu lão phu nhân không ngồi yên được nữa sai thân ma ma đỡ ra ngoài thay quần áo ra khỏi phòng trong chu lão phu nhân nắm chặt tay sắc mặt xanh xám quay đầu nhìn thân ma ma bọn họ chế ta chết quá muộn đây mà thân ma ma nhìn quanh thấp giọng khuyên can dù sao cũng là người một nhà lão phu nhân nhịn một chút cho ít tiền rồi nói tốt để lão thái thái trở về những năm qua không phải đều thế sao chu lão phu nhân nhíu mày đại thái thái và hai vị tiểu thư đâu đi đâu rồi thân ma ma thấp giọng đáp ở trong phòng quận vương phi lời thân ma ma vừa dứt ánh mắt chu lão phu nhân liền trở nên nghiêm túc đi bao lâu rồi thân ma ma đáp khoảng nửa canh giờ rồi nửa canh giờ không đơn giản chỉ là chào hỏi. Chẳng trách chị dâu trước mặt bà tại không sợ hãi như thế, hóa ra là có người ngoài xúi dục, chu lão phu nhân cắn răng, hồi câu mới nói, những năm qua ta đâu có bạc đãi nhà mẹ đẻ chứ, nhất cả khi mấy đứa cháu trai thành thân, có đứa nào ta không tốn tiền tồn bạc giúp đỡ, giờ lại đi giúp người ngoài. Bà ta cầm cán dao, ta càng đối tốt với bà ta, bà ta càng quá quát. Chỉ biết đến đòi tiền, câu như thế đã bao giờ hỏi thăm ta và Nguyễn Cảnh nửa câu hay chưa? Không cho, cần này một cốc tiền ta cũng không cho bọn họ. Nhưng mà cái miệng đó của Đoàn lão thái thái, cái gì cũng có thể nói. Thần ma ma vô cùng lo lắng, không bằng khuyên họ ổn định trước mới được. Chẳng qua chỉ là dọa bà thôi, Chu lão phu nhân đáp, trong nhà mới phát tang, lấy đâu ra tiền mặt, nếu bà ta thật sự muốn thì lấy cho một ít dược liệu tốt. Nếu đã muốn kết thân với Lâm Di, vậy thì chuyện hôn sự của hai vị tiểu thư bèn để Lâm Di giúp đỡ. Bây giờ ta chẳng có gì cả, còn sợ bà ta ép buộc sao?" Nói đoạn Chu lão phu nhân nhìn thân ma ma, "Ngươi đi hỏi thăm xem, đại thái thái nói gì trong phòng Lâm Di." Thân ma ma đáp ứng lui xuống. Lâm Di nhìn Đoàn Tam tiểu thư nhanh nhẹn chia trà, trong chén trà sứ trắng có thêm một nhánh hoa mai, Lâm Di cúi đầu nhìn rồi cười khen. Tam tiểu thư tuổi trẻ mà đã có tay nghề như vậy. Đoàn Tam tiểu thư đỏ mặt, đều do trà của quận vương phi tốt, tôi chỉ biết chút gia lông thôi. Thế này mà còn gọi là biết chút gia lông, rõ ràng là sở trường. Đoàn đại thái thái cười nói, đứa con gái này của tôi chẳng biết gì khác, cả ngày chỉ học cái này, theo tôi thì cái này chẳng có tác dụng gì, tuổi này nên học nữ công cho tốt mới đúng. Đoàn Tam tiểu thư nhấc khăn tay cười nhìn mẫu thân quận vương phi biết thiêu tô tú nếu tay nghề của mẫu thân tốt có thể dạy con thiêu tô tú con nhất định sẽ học cẩn thận đoàn đại thái thái không biết nên nói con gái thế nào lâm di khẽ cười người đoàn gia vốn đến để kể khổ nàng cố ý giữ đoàn phu nhân và tiểu thư ngồi lâu hơn một lúc bầu không lập tức thành như vậy đoàn tam tiểu thư muốn lấy lòng nàng đoàn đại thái thái cũng nhìn được tâm tư của con gái cử ngươi một câu, ta một câu như vậy, bầu không khí trái lại hòa hợp. Bất giác nửa canh giờ đã trôi qua. Ngồi trong phòng Lâm Di đã lâu, Đoàn Đại Thái Thái nhớ ra phải cắt từ. Đoàn Tam tiểu thư vẫn lưu luyến không rời. Lâm Di nói, nếu rảnh thì lại tới. Ta ở nhà cũng chẳng có việc gì. Đoàn Tam tiểu thư vui vẻ, khiêm tốn đáp, sao có thể tới quấy giày quận vương phi chứ? Lâm Di cười đáp mọi người nói chuyện cũng thấy thời gian qua mau. Cùng mama tiến đoàn đại thái thái và tiểu thư, đi tới bên cạnh Lâm Di nói, ngoài hiên có người đang giáo giác nghe ngóng. Lâm Di gật đầu, người đoàn gia ngồi trong phòng nàng câu như vậy, lão phu nhân tự nhiên sẽ sinh nghỉ, trong chuyện này người thoải mái nhất vẫn là nàng, chẳng qua chỉ nói mấy câu, cũng khiến cho chu lão phu nhân đứng ngồi không yên. Trường 317, sắp sinh, đợi đến khi người đoàn gia đi hết, bà từ trong cửa đến bẩm báo, đoàn lão phu nhân tức đến mức ho khan, bảo rằng lão phu nhân vô lương tâm, muốn nhìn thấy đoàn lão thái gia chết bệnh, để cho toàn bộ đoàn gia gặp đại họa. Đuổi bà từ ra ngoài, cùng mama nói, nghe nói lão phu nhân chỉ đưa cho nhà mẹ đẻ phần lễ như bình thường thôi. Lâm Di gật đầu, lão phu nhân cảm thấy đoàn gia thông đồng với nàng, nên mới tức mà không chịu đưa tiền cho nhà mẹ đẻ tất cả đều giống như lúc trước nàng nghĩ, chỉ đến sớm hơn chút mà thôi. Quất hồng bừng trà mật ong đến cho Lâm Di, Lâm Di uống vài ngụm, thay quần áo nghỉ ngơi, ngủ một giấc dậy thì thấy bụng hơi nặng nề. Cùng mama nhìn Lâm Di nhíu mày, lập tức căng thẳng hỏi, quận Vương Phi không thoải mái ở đâu sao? Chẳng qua chỉ là gió thổi cỏ lay mà thôi, đã ẩm ý mấy lần, nàng cũng đã quen rồi, Lâm Di lắc đầu, đỡ ta đi lại chút chắc do nằm nhiều quá, bụng lớn đè lên người khiến cho cả người đau nhức. Cùng mama đáp ứng tiến lên đỡ Lâm Di dậy, hai chủ tớ chậm chậm đi dạo trong phòng, cho đến lúc Chu Thập Cửu quay lại, Lâm Di vẫn chưa dừng lại. Chu Thập Cửu cởi áo choàng trên người, sưởi ấm tay ở buồng sưởi rồi mới tiến lên kéo tay Lâm Di, "Đừng quá mệt mỏi, đi vài bước là được rồi." Lâm Di nghe vậy thì muốn cười, ngụy đã nói rồi, Lúc này hoạt động nhiều một chút cũng không sao. Chu Thập Cửu vươn tay sờ khóe mắt Lâm Di, ngủ nhiều chút, mắt cũng đỏ rồi này. Đã ngủ đủ như rồi, Lâm Di cười đáp, cứ nằm vậy chẳng bằng đứng dậy. Chu Thập Cửu ôm lấy Lâm Di, ta đã nói với viện sử thái y viện rồi, chờ khi em sinh sẽ để nữ quan trong cung tới giúp đỡ. Chu Thập Cửu bị quách thị dọa sợ, sớm đã sắp xếp, Lâm Di cúi đầu cười, không cần đâu. Thời gian ta mang thai nhân tiên sinh vẫn luôn điều dưỡng, con tìm bà tử Trinh vị trí bảo thai, nhất định có thể thuận lợi sinh con, không cần làm to chuyện. Đề phòng trước vẫn hơn, Chu thập Cửu hỏi Lâm Di, hôm nay ở nhà làm những gì? Mắt thấy sắp Lâm bồn, Chu thập Cửu cũng nói nhiều hơn, chuyện to chuyện nhỏ đều muốn hỏi rõ, còn sợ bỏ sót, hỏi nàng xong lại hỏi cùng mama. Lâm Di nói chuyện đoàn ra tìm đến cửa trái lại làm việc nhanh, không riêng liễu mục sư phụ muốn lấy tiền từ đoàn gia, mà đoàn gia cũng muốn kiếm lợi từ lão phu nhân, cử như vậy lại ăn nhịp với nhau. Chu thập cừu cười hỏi, thẩm nương cho tiền rồi sao? Lâm di lắc đầu, đoàn gia không lấy được tiền chắc chắn sẽ ra ngoài nói, rất nhanh sẽ chuyển khắp tôn thất doanh. Chu lão phu nhân lấy lợi ích làm trọng, ngay cả với nhà mẹ đẻ cũng vậy, nếu không thì đã sớm chủ tính hôn phối giúp đoàn gia lúc đoàn phu nhân nhắc đến mấy vị tiểu thư ánh mắt mang theo oán hận rõ ràng có bất mãn với chu lão phu nhân chị dâu với em chồng vốn đã không dễ sống chung hôm nay chu lão phu nhân lại lạnh nhạt như vậy một tí mặt mũi cũng không cho người nhà mẹ đẻ chu thập cừu bưng trà cho lâm di uống hoàng thượng đã phải thuyền ra biển trên thuyền buôn chở không ít đồ mà đại chu làm sợ rằng đã cản chờ đường kiếm tiền của rất nhiều người mặc dù những năm nay triều đình có lệnh cấm biển nhưng vùng duyên hải phúc kiến vẫn còn không ít thuyền tư nhân hiện giờ quan phủ có đội tàu chính thức dẫn theo thuyền buôn mọi người không kiếm được lợi ích thực tế phía dưới thiếu tiền thì quan viên trong kinh thiếu quả biếu hiện nay trên triều lại có tranh luận về việc giao thương với ngoại bang cũng chẳng dám nói rõ ra chỉ nhắc tới lời đồn về nhà tu ngoại tộc mê hoặc lòng người nhằm phản đối triều đại chu nhắc đến nhà tu ngoại tộc Lâm Di nhớ tới Trương Phong Tử, đồng trường mậu còn đang ở trong kinh, vừa lúc có thể tìm ra Trương Phong Tử. Mọi việc chàng còn chưa nói rõ ràng, Lâm Di đã hiểu được ý bên trong. Chu thập Cửu nói, phủ kính quận vương lắm, thấy nhiều ma, chỉ cần có người nói đã từng gặp Trương Phong Tử, chỉ sợ lập tức có quan phủ đến tra rõ. Phủ kính quận vương đã không an toàn, Lâm Di ngẩng đầu nhìn, vậy phải làm sao? Chu thập Cửu thấp giọng nói, ta muốn tìm cơ hội đưa hẳn xuất kinh. Đợi đến khi tin đồn lắng lại thì lại tình. Cũng chỉ có thể làm vậy, làm gì nhớ ngày mai nhân ngữ thu tiên sinh sẽ đến, ta sẽ nói trước với nhân tiên sinh, tránh để nàng ấy lo lắng. Nhân lão thái gia vẫn khỏe mạnh, nếu không phải nhân tiên sinh không yên tâm nàng đang mang thai thì đã sớm cùng nhân lão thái gia trở về Phúc Ninh. Buổi tối Lâm Di nằm trên giường mà mãi không ngủ được, muốn đến buồng thay quần áo cuối cùng không nhịn được mà ngồi dậy, cái chân nặng nề còn chưa di chuyển đã bị Chu Thập Cửu ôm dựa nhẹ vào gối. Nguyễn Nguyên muốn đi đâu? Ta đi cùng em. mái tóc dài của Chu Thập Cửu rủ xuống, giọng nói cực kỳ dịu dàng, hơi giống như đang thi thầm. rõ ràng vừa rồi đã ngủ, lại bị động tác của nàng làm tỉnh giấc. Gần đây hồ quận doanh huấn luyện căng thẳng, Chu Thập Cửu đi sớm về trễ, chỉ có thể nghỉ ngơi mấy canh giờ này. làm gì nói bên ngoài có bạch thược và hồ đào, ta gọi bọn họ là được, quận vương ra nghỉ ngơi cho tốt đi, còn hai canh giờ nữa lại phải dậy rồi. Lâm Di nhìn thấy nụ cười hiền trên mặt chu thập cửu, chàng đứng dậy lấy giày thêu đi vào chân Lâm Di, dù sao thì ta cũng chẳng có việc gì. Rõ ràng là cùng đi với nàng, tiếng nói nhẹ nhàng giống như đang cầu xin, khóe miệng dương lên, vô cùng dịu dàng. Lâm Di dựa vào chu thập cửu đứng dậy, hai người đi tới buồng, bên ngoài bạch thức nghe được tiếng thì vội phân phó nha hoàn mang nước ấm đến. Giày vò một vòng rồi trở lại giường, vừa nằm xuống lâm di lại thấy bụng dưới căng trường khó chịu, lăn qua lộn lại hai lần mới vất vả ngủ được. Ngày hôm sau tỉnh lại, chu thập cừu đã thượng chiều, cùng ma ma ngồi ở ghế con bên giường nhìn nàng. Lâm di muốn đứng dậy, cùng ma ma bước lên trước đỡ. Quận vương ra phân phó nếu quận vương phi thấy không thoải mái thì mời bà đỡ đến xem sao. Nói đến đây sắc mặt bà bỗng trở nên khó coi. Lâm Di kinh ngạc nhìn cùng mama, sao thế? Vẻ mặt cùng mama vô cùng lo lắng, người quận vương phi ướt mồ hôi, vẫn nên mời ngự y tới xem. Nàng không cảm thấy không thoải mái, chắc do trong phòng quá nóng, nàng lại mặc nhiều đồ, không sao, chỉ quá nóng thôi, ta cũng không thấy đau chỗ nào, mama không cần gấp, cách thời gian dự sinh mà ngụy tính còn hơn nửa tháng cơ. Mấy người Bạch Thược hầu hạ Lâm Di mặc quần áo, cùng mama tận mắt thấy Lâm Di đứng dậy đi lại thì mới yên tâm. Ăn sáng xong, ngoài của báo, Nhân Ngữ Thu Tiên Sinh tới. Lâm Di ra ngoài đón Nhân Ngữ Thu vào trong phòng nói chuyện, hai người uống trà xong thì Nhân Ngữ Thu bèn muốn bắt mạch cho Lâm Di, Lâm Di cười từ chối, sao có thể vừa đến đã bắt tiên sinh bắt mạch cho, bây giờ trong phòng đang yên tĩnh chúng ta nói chuyện mới được. Nhân Ngữ Thu cười nói: thấy cô sắp sinh, đừng nói là người trong phủ cô, đến cả ta cũng rất căng thẳng, không để ta bắt mạch thì ta cũng không yên tâm được. Lâm Di đành phải đưa tay ra. Mọi thứ đều tốt, mạch đập có lực, xem ra phải chuẩn bị thật kỹ càng, tránh có động tĩnh lại luống cuống. Trong phủ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đừng nói là mấy ngày nữa, dù bây giờ nàng muốn sinh thì cùng mama cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lâm Di nhìn nhân ngữ thu lại nhớ đến việc của Trương Phong Tử, còn chưa mở lời, gương mặt nhân ngữ thu đã ửng đỏ, nàng thấp giọng nói, mấy ngày trước Trương Công Tử đến cầu thân với phụ thân ta. Lâm Di kinh ngạc nhướng mày, lão Thái Gia nói sao? Hiện nay Trương Gia đã xuống dốc, chưa biết nhân lão Thái Gia có thể đồng ý hay không, kể cả có đáp ứng thì thân phận của Trương Phong Tử. Triều đình lùng sụp khắp nơi sau này thành thân chẳng lẽ lại để nhân ngữ thu tiên sinh trốn chui trốn lùi với trương phong tử sao đến cả người học trò như nàng còn thấy việc này khó quyết huống chi là người cha hiền như lão thái gia chứ nhân ngữ thu đáp trương công tử nói triều đình đã mở lệnh cấm biển chắc chắn sẽ mang tin tức từ ngoại bang về mặc dù chuyện của ngoại tộc lúc đầu sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhưng thời gian dài mọi người tập mãi cũng thành quen không có nhiều suy nghĩ sai lệch như lúc đầu nữa đến lúc đó chàng ấy cũng không phải trốn trốn tránh tránh chàng ấy không muốn đảm nhiệm chức vị gì trên triều đình lại biết hành nghề y tuy không thể cho vợ nhà lớn đại phú đại quý nhưng không đến nỗi màn trời chiếu đất nếu phụ thân không chịu đồng ý thì đời này chàng ấy cũng sẽ không cưới vợ nói thành khẩn như vậy ý của trương phong tử là nhất định phải xin cưới nhân ngữ thu tiên sinh cho bằng được lâm di nhìn sắc mặt phức tạp của nhân ngữ thu Lão thái gia đáp ứng rồi sao? Nhân ngữ thu đáp, phụ thân hỏi phải chăng Trương công tử đã được nhà tu ngoại tộc chỉ dạy y thuật? Trương công tử bèn nói với phụ thân những điều đã học được trong mấy năm này, nói đến đây Nhân ngữ thu dừng lại một chút, những gì Trương công tử học được vượt xa ta, nếu gọi là nhân tài thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Có thể khiến nhân tiên sinh nói như vậy, chứng tỏ học thức của Trương Phong tử thật sự tốt. Phụ thân ta kiểm tra một phen thì đồng ý chẳng qua phải chờ đến khi triều đình bỏ lệnh trục xuất trương công tử thì bọn ta mới được thành hôn trước đó chỉ cần trương công tử không từ hôn thì phụ thân ta cũng sẽ không hứa gả ta cho ai khác nhân ngữ thu nói đến đây ánh mắt vừa thẹn vừa mừng nhân lão thái gia có thể buông bỏ thành kiến tiếp nhận trương phong tử lâm di cũng vui thay cho nhân ngữ thu vậy thì tiên sinh hãy trông mong triều đình sớm mở lệnh cấm biển chỉ cần có giao thương triều đình sẽ có thể tiếp nhận được việc học ở ngoại bang Nhân ngữ thu oán trách nhìn Lâm Di, cứ cười ta đi, cô cũng chẳng khác, vì quận vương gia mà toàn bộ phủ Quảng Bình hầu phải cúi đầu. Phụ thân nguyện ý đứng về phía Hoàng hậu nương nương, trong lòng nàng cũng suy nghĩ như vậy, Hoàng hậu nương nương nhân từ, phe Hoàng hậu phần lớn là quan chính trực, cho dù là thường quang văn hay môn quan ở khoa đảo, hay là quả thân vương phi tuẫn táng theo chồng, đều khiến người ta bội phục nàng không do dự mà thuyết phục cha bỏ chức vụ ở khoa đảo, cũng bởi vì nàng tin tưởng Chu Thập Cửu, bằng lòng đứng về Chu Thập Cửu. Nhân ngữ Thu Tiên Sinh vẫn chưa rời phủ, Chu Thập Cửu đã cho người đưa tin về, buổi chiều hôm nay muốn đưa Trương Phong Tử xuất kinh. Lâm Di nói tin này cho nhân ngữ Thu, vẻ mặt nhân ngữ Thu âm đạm. Lâm Di thấp giọng nói, mấy ngày nữa Tiên Sinh trở về Phúc Ninh lại có thể gặp được rồi lúc này nét mặt nhân ngữ thu mới giãn ra nàng miễn cưỡng cười nói cũng đúng dù thế nào thì nhân tiên sinh vẫn lo cho trương phong tử hai người nói chuyện thêm một cát nhân ngữ thu đứng dậy cáo từ rời phủ lâm di để quất hồng đỡ tới buồng thay quần áo một cát sau lâm di đứng dậy phân phó quất hồng để nhói với cùng ma ma mời bà đỡ và nữ quan thái y viện tới quất hồng khẽ giật mình một lúc mới hiểu được bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mười 318, sinh con. Quất hồng đỡ lâm di lên giường, tiểu nha hoàn gọi cùng mama tới. Mặt cùng mama căng thẳng, sao rồi? Lâm di bình tĩnh đáp, thấy máu rồi, có thể là sắp sinh. Bà đỡ tới mấy lần đã nói cho nàng biết dấu hiệu sắp sinh. Cùng mama đáp, nhân tiên sinh mới đi, có cần sai người gọi lại hay không? Chu Thập Cửu sắp xếp để Trương Phong Tử xuất kinh, trước khi đi Trương Phong Tử chắc chắn sẽ gặp nhân tiên sinh, sao nàng có thể quấy giày lúc này, và lại nhân tiên sinh chưa xuất giá, sinh côn không được sạch sẽ, không tiện để nhân tiên sinh vào. Lâm Di lắc đầu, sai người mời bà đỡ là được. Cùng ma ma nhất thời không biết nên làm gì mới được, lấy chăn mỏng đắp lên người Lâm Di, nô tỳ đã để người đi mời, rất nhanh sẽ tới phủ, người yên tâm đi lâm di gật đầu mỉm cười với cùng ma ma không sao ta vẫn chưa cảm thấy gì quận vương phi quá kiên cường sáng sớm nay nô tì đã cảm thấy bất thường nếu thoải mái sao lại đổ mồ hôi ướt người chứ đều do nô tì chủ quan sớm đã nên sau khi nàng mang thai thì người bên cạnh đều trở nên càm ràm lâm di cười xua tay ta nghĩ một chút đã dự sức ma ma xuống sắp xếp để bạch thược ở cùng ta là được cũng Ma đáp ứng gọi bạch thược hồ Đào tiến đến quất hồng linh lung vội an bài tiểu nha hoàn đi làm việc vặt tin tức truyền đến tam tiến viện thân mama thấp giọng nói với chu lão phu nhân quận vương phi thấy máu bên đó đang vội mời bà đỡ nô tỳ đã hỏi thăm rồi quận vương phi vẫn chưa có cảm giác gì chu lão phu nhân nhìn thân mama chậm rãi lần phật châu trong tay thấy máu trước là chuyện tốt nói không chừng mẹ con sẽ bình an. Nói đoạn bà ta để thân mama đỡ đứng dậy, chúng ta đến nhị tiến viện nhìn xem. Thân mama không hiểu lắm, bây giờ qua đó, bên đó vốn đã đề phòng chúng ta. Lão phu nhân lại đang mang bệnh, cố gắng hết sức ở đó thì cũng bị đề phòng. Nếu lão phu nhân muốn biết tin gì, nô tỳ đi nghe ngóng là được. Chu lão phu nhân nở nụ cười kỳ lạ. Ta là trưởng bối, lúc này sao có thể không xuất hiện? Huống chi mẹ đẻ cô ta cũng qua đời do sai sót trong lúc sinh con, khó sinh có thể di truyền, thai của quận vương phi không tốt, ta sao có thể không lo được. Cô ta đề phòng là chuyện của cô ta, ta phải bày tỏ tâm ý, trừ phi bọn họ không muốn nhận người thẩm nương này. Nếu lúc trước thì thôi, bây giờ bệnh của ta cũng đã tốt hơn nhiều, không sợ lây bệnh, bên đó trong lúc bận rộn không tránh được lộn xộn, phải có trưởng bối tọa trấn ở đó mới được. Thân ma ma nhìn nụ cười của chu lão phu nhân, lập tức hiểu rõ, lão phu nhân ở nhị tiến viện, với tính cách của quận Vương Phi thì chắc chắn sẽ đề phòng. Cứ như vậy thì không thể tập trung sinh con được, cuối cùng không biết sẽ thế nào. Thân ma ma vội phân phó nha hoàn lấy quần áo cho lão phu nhân thay, sau đó đỡ lão phu nhân đến nhị tiến viện, chu lão phu nhân bước vào phòng trong, cùng ma ma vội nghênh đón, vẻ mặt bình tĩnh, sao lão phu nhân lại tới đây chu lão phu nhân không trả lời, lo lắng nhìn vào trong phòng. Đã bảo cho quận vương ra hay chưa? Bà đỡ đã mời đến chưa? Trong phòng bếp phải nấu nước, chưa biết lúc nào sẽ dùng đến, phòng chính đã trải đệm êm hay chưa? Phải chuẩn bị đệm cát mịn, bây giờ chuẩn bị tốt, tránh một cúc nữa tại cuống cuống tay chân. Sắp xếp như vậy không có chỗ nào không thỏa đáng, cũng ma ma đành phải đáp từng cái, người yên tâm, đều đang chuẩn bị rồi lúc này chu lão phu nhân mới gật đầu lại nhìn về phía thân ma ma lấy hương mà ta cầu ở chùa thanh hoa ra ta lập tức tới phật đường dâng hương thân ma ma gọi tiểu nha hoàn bên người tiểu nha hoàn chạy đi sắp xếp lúc này chu lão phu nhân tiến vào phòng trong nhìn lâm di đang nằm trên giường lâm di nhắm mắt nghỉ ngơi nhìn thấy chu lão phu nhân thì nói sao thẩm nương không nghỉ ngơi ta sao có thể ngồi yên được chu lão phu nhân đỏ mắt có hơi sốt ruột phụ nữ sinh con không phải là việc nhỏ cháu còn trẻ khó tránh chăm sóc không được chu toàn chu lão phu nhân làm như nàng sẽ không qua khỏi trong lòng biết chu lão phu nhân cố ý dọa nhưng vẫn không tránh được lo lắng lâm di thở một hơi thật dài ổn định tinh thần cười nhìn chu lão phu nhân một lúc nữa nữ quan trong cung sẽ đến nào có ai để trưởng bối chăm sóc trong phòng sinh và lại hiện tại cháu cũng chưa có cảm giác gì không chừng lại chỉ là do kinh ngạc mà thôi lâm di hơi xấu hổ cũng đã như vậy mấy lần rồi chu lão phu nhân kéo tay lâm di lâm di cảm thấy cái tay kia lạnh buốt trơn trượt ngừng đầu nhìn mắt chu lão phu nhân ta đã dâng lễ ở phật đường đã sớm cầu nguyện phật tổ chắc chắn sẽ phù hộ nói đến đây cái tay kia dùng sức nắm chặt tay lâm di cho dù Chu lão phu nhân cầu nguyện điều gì ở Phật đường thì cũng không phải là để mẹ con nàng bình an, nếu người bên cạnh nghe lời này thì sẽ vô cùng căng thẳng. Thế nhưng nàng đã từng trải qua sinh tử, Lâm Di ngẩng đầu lên, không hề lo lắng, "Người yên tâm, trong thời gian 10 tháng mang thai cháu đã cẩn thận từng ly từng tí, chi mong bình an sinh con." Nói rồi mệt mỏi nhìn Chu lão phu nhân, "Thẩm nương nghỉ ngơi trước, vẫn còn sớm, đừng vì vậy mà hại cơ thể." lâm di tỏ ra bình tĩnh khác với tuổi của nàng cho dù là mang thai hay sinh con thì đều không phải chuyện phụ nữ có thể chắc chắn ngày hôm nay còn dài từ từ đến từ từ dày vò chú lão phu nhân nghĩ vậy thì đứng dậy ta đến đông phòng cháu không thoải mái thì sai người gọi ta thời khắc mấu chốt chú lão phu nhân sẽ không buông tay duỗi nanh vuốt canh giữ bên người nàng muốn nhân cơ hội nàng suy yếu thì cho nàng một kích chu lão phu nhân đứng thẳng dậy, quay người nhìn gương mặt ửng đỏ của Lâm Di. Thân ma ma đỡ lão phu nhân đi dâng hương, chủ tớ hai người đi đến dưới hiện, thân ma ma thấp giọng nói, người xem có phải sắp sinh không? Không sai được, chu lão phu nhân gật đầu, cho dù Lâm Di có giả vờ bình tĩnh thì chóp mũi vẫn đổ mồ hôi, sai người đến tôn thất doanh báo một tiếng, quận vương gia lần đầu đối diện với việc này, trong lòng khó tránh hoảng loạn, sai người đi khuyên chút phụ nữ sinh con đàn ông ở tôn thất doanh sẽ tụ lại uống rượu đây đã là lệ cũ thứ nhất là để lâm diêu sự khẩn trương thứ hai là để cho thời gian trôi qua mong đàn ông là trụ cột cúc này không thể sụp đổ được thân ma ma đáp cũng ma ma đã sai người đi mời quận vương ra sợ gì chứ ánh mắt chu lão phu nhân âm trầm lúc này thì đàn ông giúp được gì nói đoạn bà ta ngừng lại một chút Hôm nay là ngày trọng đại của phủ Khang quận vương, ngươi làm việc cẩn thận, sai người nghe ngóng nhiều chút. Chương 319, khó sinh. Thân ma ma ngầm hiểu, lúc này bọn họ đều vội vàng, nô tỳ gọi mấy bà tử nhanh nhẹn đến giúp. Chính là đạo lý này, lúc này thì việc quan trọng không kể lớn nhỏ. Chu lão phu nhân yên tâm đi dâng hương. Lâm Di dần cảm thấy thắt lưng cực kỳ đau giống như có thứ gì vô cùng khó chịu đang siết chặt trên lưng, cư giữ lấy không buông. Bụng dưới lại càng đau đớn hơn theo thời gian. Bạch thược hầu hạ lâm di uống nước, cùng mama tới thưa, đã mời bà đỡ và nữ quan trong cung tới rồi. Lâm di gật đầu, mau để bọn họ vào. Mấy bà đỡ bước nhanh vào cửa, lâm di thấy có hai người tạ mắt, đang muốn mở miệng hỏi thì bà đỡ kia đã nhanh nhẹn lên tiếng, hoàng hậu nương nương sai nô tỳ tới, nhất định phải giúp cho mẹ con quận vương phi bình an. Không ngờ lại kinh động đến cả hoàng hậu nương nương. Bà đỡ kia nói xong thì tiến lên đặt đồ vào trong tay Lâm Di, đây là như ý mà hoàng hậu nương nương ban thưởng, quận vương phi sờ một cái lấy may. Lâm Di để tay phía trên chiếc như ý làm từ noãn ngọc, sau đó phân phó Bạch Thược, Thỉnh Ngọc như ý lên án cùng bái. Nữ quan tiến lên hỏi thăm Lâm Di, lại muốn chính mắt nhìn vết máu trên quần của Lâm Di. Sau khi nhìn qua, nữ quan phân phó người phía sau, đã đun nước chưa? Chăn đệm chuẩn bị tốt hết chưa? Cùng mama lập tức đáp, đều chuẩn bị xong xuôi rồi. Nữ quan khẽ hỏi, quận vương phi có muốn rời đến chính thất hay không? Sinh ở bên đó mới tốt. Lâm Di nghe thấy thì lập tức căng thẳng, lần này thật sự sắp sinh rồi. Không biết sao mọi người chung quanh bắt đầu bận rộn, nàng cũng bắt đầu khẩn trương, đang nghĩ ngợi thì bụng truyền đến một cơn đau. Lâm Di chờ cơn đau trôi qua, mới đứng dậy để người đỡ qua chính thất. Chăn đệm trong chính thất đã đổi sang loại đã được chuẩn bị từ trước, vải bông màu trắng đơn độc nằm dưới đất gây chướng mắt. Có một cảm giác lạ lẫm không được hài hòa, Lâm Di dẫm lên rồi nằm lên giường, mấy người bạch thược buông màn xuống rồi mới để ngày đến bắt mạch. Ngụy bắt mạch xong thì đợi ở trong phòng chờ phía tây chứ không dám đi. Nữ quan thái y viện bắt đầu sờ cái bụng của Lâm Di, quận vương phi yên tâm đi đứa bé này dựa thấp thời gian sinh cũng sẽ rất nhanh chẳng trách hoàng hậu nương nương phái nữ quan này tới nàng ấy có thể ổn định lòng người nữ quan nói tiếp một lúc nữa nếu quận vương phi không nhịn được thì cứ kêu to ra đừng cố nhịn tốt nhất nên ăn thêm ít đồ ăn như thế thì về sau mới có sức nhìn nữ quan thoải mái trong lòng lâm di hơi thất vọng còn phải chịu một trận nữa mới sinh được con Nàng còn tưởng trong lúc mang thai, chuẩn bị kỹ càng thì thời gian sinh sẽ nhanh, Lâm Di hỏi, vậy hiện tại còn chưa sinh sao? Nữ quan lắc đầu cười, hôm nay có thể sinh được thì đã là sớm rồi, nhân lúc bây giờ tinh thần của Quận Vương phi còn tốt thì nên giữ lại sức, không cần nghĩ ngợi gì cả, tốt nhất là nên ăn rồi ngủ một giấc, chúng ta đợi ở bên, lúc nào cũng tiện chăm sóc Quận Vương phi. Nữ quan nói vậy cũng có đạo lý. Mặc dù Lâm Di không đói bụng nhưng vẫn phân phó Quất Hồng, bảo phòng bếp làm ít đồ ăn mang đến. Nữ quan cười kiến nghị, tốt nhất là ăn trứng gà. Quất Hồng đáp ứng, nô tỳ đi cùng đầu bếp. Lâm Di ăn vài thử xong, nằm trên giường rồi ngủ, không biết qua bao lâu thì bị một cơn đau kịch liệt đánh thức. Trong phòng im ắng, cùng mama, Bạch Thược và nữ quan, bà đỡ đều đang canh giữ ở bên cùng ma ma vội tiến lên đỡ Lâm Di dậy, quận Vương Phi thấy thế nào? Lâm Di hít sâu một hơi, đau hơn trước đó. Cùng ma ma hơi căng thẳng. Lâm Di nói, đỡ ta đi thay quần áo, bụng ta hơi trướng. Cũng ma ma vâng lời, quất hồng cũng tiến lên đỡ Lâm Di. Chân Lâm Di vừa dẫm xuống đất thì cảm giác trường dưới hạ thân bỗng thả lỏng, lập tức có một dòng nước ấm tuôn ra, ướt cả quần, Lâm Di kinh ngạc nhìn quần, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngược lại đau đớn đã giảm bớt không ít, cùng mama hô lên, vỡ ối rồi. Sắc mặt cùng mama tái nhợt, gò má bắt đầu đỏ lên, Lâm Di cũng biết đây không phải là chuyện tốt. Nữ quan bên cạnh tiến lên hỏi, "Quận vương phi có muốn thay quần áo hay không?" Vừa như vậy, nàng không muốn đi nữa. Nữ quan Ân cần khuyên, "Vẫn nên đi một chuyến đi, sau đó thì phải nằm yên." Lâm Di gật đầu hồ đào cầm quần mới được hơ ấm cho lâm di thay lúc này lâm di mới đến buồng thay quần áo mấy bước này lâm di đi rất nhẹ nhàng bầu không khí trong phòng lại bắt đầu căng thẳng lâm di nằm lại giường nữ quan mới kiểm tra cẩn thận chu lão phu nhân sai thân ma ma đỡ vào phòng lo lắng nhìn mặt lâm di ta nghe nói đã vỡ nước ối rồi mặc dù chu lão phu nhân không nói rõ nhưng lâm di cũng hiểu được bây giờ nàng vỡ ối không phải là chuyện tốt chu lão phu nhân là kiểu người không có chuyện quan trọng thì sẽ không xuất hiện bây giờ bà ta đang tìm cơ hội cảm giác thoải mái trôi qua rất nhanh đau đớn lại càng kinh khủng hơn trước đó nằm ở trên giường mà đổ hôi đổ ướt vạt áo mỗi lần đầu chỉ có thể nhìn chẳng muốn nói gì cả chiếc khăn mềm rơi trên chán nàng lâm di hé mắt nhìn chu lão phu nhân lúc này nàng đã chẳng còn sức để đấu võ mồm nữ quan kéo tay lâm di người phải nghĩ đến điều tốt vỡ ối cũng là chuyện tốt, không cần đợi đến tối cũng có thể sinh thể tử ra. Nữ quan bình tĩnh, nhìn chu lão phu nhân, lão phu nhân cũng yên tâm, ở đây còn có bọn ta. Lầm gì đã đại khái thấy được sự khác biệt, thường thì người trong cung đến phủ giúp đỡ sẽ không đắc tội với bất kỳ ai, người này lại thay nàng nói chuyện rõ ràng như vậy. Trừ khi là hoàng hậu nương nương đã sớm dặn dò, nếu không thì sẽ không chiếu cố đến mức này chu lão phu nhân hơi ngạc nhiên, nhìn nữ quan, nữ quan thoải mái khiêm tốn nghênh đón. Lâm Di trở tay kéo tay chu lão phu nhân, thẩm nương, phòng sinh không được sạch sẽ, bệnh của người cũng chỉ mới tốt hơn, vẫn nên đến phòng bên ngồi chờ đi à. chu lão phu nhân thở dài, cái đứa bé này, giờ còn quan tâm cả những thứ này. Thời gian trôi qua rất chậm, Lâm Di nâng mắt nhìn đồng hồ cát nhờ nữ quan mà biết bây giờ chẳng qua mới được nửa canh giờ. Đau đớn thế này không biết còn bao lâu nữa. Ngồi không thoải mái, tựa trên gối cũng không thoải mái, bụng giống như một cục đá cứng ngắc, mỗi cần đều như là xoắn thành một vòng, sự đau đớn kia từ từ di chuyển từ bụng đến ngực. Lầm gì không nhịn được xoay người nôn ra, móc ruột móc gan nôn hết mọi thù vào trong ống nhù. Quận Vương Phi uống nước để xúc miệng, cũng ma ma đỡ nàng dậy, đưa nước ấm đến miệng nàng. Lâm Di tại nằm tại giường cần nữa, cũng ma ma thấp giọng thưa, quận vương gia đã trở về, đang ở bên ngoài, người yên tâm đi. Nghe lời cũng ma ma, Lâm Di hơi yên tâm, chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 320, có con. Bà đỡ trong phòng lui ra ngoài rồi lại quay lại, nhất định là chu thập cửu hỏi thăm tình hình của nàng vải bồi dày đắp lên, nữ quan không ngừng sốc chăn lên, sắc mặt nhóm bà đỡ nặng nề, chỉ con nữ quan mà hoàng hậu nương nương phái tới không ngừng ăn ủi lâm di, không nhanh như vậy được, quận vương phi lại ăn chút gì đó nhé. Hạ nhân trong phòng cũng bắt đầu sốt ruột, nếu nàng lại không bình tĩnh thì toàn bộ phủ quận vương sẽ loạn lên. Lâm Di gật đầu, để quất hồng bưng đồ ăn đến. Ăn cơm xong, người lại có thêm chút sức lực, nhưng đau đớn lại như không chịu thua, từng cơn từng cơn ập tới, thế nhưng nàng lại không thể đầu hàng, một chút sức ấy rất nhanh đã được dùng hết, quần áo trên người cứ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, cả người giống như bị say nghiền, khiến nàng không biết làm thế nào mới được. Lâm Di thở dốc, phía dưới sườn như bị đạp một cú. Là đứa bé, thả lỏng, thả lỏng, cố hết sức để thả lỏng, nếu cử thế này thì sẽ không sinh đứa bé ra được. Lâm Di nhắm mắt, lại cẩn thận đếm nhịp thở, cố gắng để cho hô hấp nhẹ nhàng hơn. Nàng sống lại một kiếp, bé con trong bụng là hy vọng của nàng, Lâm Di mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ý thức dần dần rời rạc, đau đớn dần dần trôi xa, nàng muốn nghỉ một lúc. Chỉ nghỉ một lúc thôi, rồi nàng sẽ có sức để sinh con ra. Không biết ai ở bên cạnh thấp giọng nói, "Quận Vương phi người không được ngủ, kiên trì thêm một chút nữa thôi." Lâm Di gật đầu qua quýt nhưng không mở được mắt ra. Cảm giác nặng nề này vô cùng quen thuộc, nàng đã lờ mờ trải qua rồi. Nhưng rốt cuộc là lúc nào, Lâm Di từ từ nghĩ lại, bỗng nhiên trước ngực đau đớn. Lâm Di cúi xuống, trước ngực là lưỡi đau sáng loáng. Cảm giác đau đớn kia truyền theo nhịp tim đến từng bộ phận trên cơ thể. Vốn dĩ nàng đã không có sức, lại kiên trì không ngã xuống, cánh tay cố gắng hướng về phía trước dường như xe ngựa trước mặt sẽ dừng lại người trên xe sẽ vươn tay cứu nàng đến loài run dế còn ham sống hóa ra nàng cũng sợ chết chẳng qua bây giờ đã không hy vọng nữa cuối cùng lâm di không chịu nổi nữa cánh tay mềm nhũn rũ xuống hơi thở ngày càng yếu sao rồi chu lão phu nhân thấp giọng hỏi thân ma ma đáp tình huống của quận vương phi giống với mẹ đẻ dày vỏ cả một ngày nhưng xương chậu vẫn chưa mở không biết có qua khỏi hay không. Chu lão phu nhân khẽ nhắm mắt. Không riêng gì nàng ta, người phụ nữ nào sinh con mà không phải là đến cửa điện của Diêm Vương báo tin, ông trời có mắt, muốn để nàng ta biết rằng là mẹ vất vả thế nào. Trong phòng xếp không có người nào khác, tất cả mọi người đều đang đợi lệnh ở chính thất. Thân ma ma nói thẳng ra, quận vương gia sẽ không chơ mắt nhìn, đang nghĩ cách tìm người giúp. Để hắn suy nghĩ, chu lão phu nhân nói, khó khăn lắm mới có một lần khiến hắn nóng ruột nóng gan chúng ta xem hắn có thể làm gì ánh mắt thân ma ma lấp lóe bà ta dần hiểu ra chu lão phu nhân nói đại gia cắt ra là do hắn nghĩ cách nên mới được cứu bây giờ triều đình đang tra những người qua lại với nhà tu ngoại quốc xem lần này hắn còn có thể tìm người cứu vợ mình được hay không trước khi lâm di nhẹ buông tay thì trời đã tối hoàn toàn chỉ trong nháy mắt Nàng cảm thấy tay mình lại bị ai đó nắm chặt, sức lực lớn chẳng buông nàng ra một chút nào. Lâm Di mơ màng mở to mắt, đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Nhân Ngữ Thu Tiên Sinh. Ánh mắt hướng lên trên mới thấy Chu Thập Cửu đang ôm nàng. Nhân Ngữ Thu rút châm ra. Hơi thở của Lâm Di lại trở nên thông suốt. Chu Thập Cửu gục đầu ở bên tay Lâm Di, thấp giọng nói, kiên trì một chút nữa, một lúc nữa nhân tiên sinh châm cứu là có thể bình an sinh con ra. Lâm Di lại nhìn Nhân Ngữ Thu. Nhân Ngữ Thu gật đầu, đây là châm thúc sinh, thường thì sau khi châm một canh giờ thì đứa bé sẽ được sinh ra. Từ trước đến giờ chưa từng nghe Nhân Ngữ Thu nhắc đến châm thúc sinh, đôi mắt của Lâm Di dần trở nên trong veo. Nhân Ngữ Thu khẽ mím môi, hạ giọng, "Là Trương công tử dạy ta. Không phải Trương Phong tử đã xuất kinh rồi sao? Chẳng lẽ vì chuyện của nàng mà quay trở lại? Như vậy khó tránh khỏi bị chú ý." Nhân ngữ thu không dám chỉ hoãn thêm, lấy châm đã chuẩn bị ra, lâm di bất giác có tay giữ trên mờ u bàn tay của Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu dịu dàng nói, Nguyễn Nguyên, không sao đâu, nhất định cả hai mẹ con đều sẽ bình an. Khóe miệng chàng khẽ nhếch lên, gương mặt anh Tuấn đang mỉm cười, ánh mắt rơi trên mặt nàng, nhưng nàng lại nhìn thấy sự run rẩy trong mắt chàng. Mặc dù Chu Thập Cửu đang khuyên nàng, nhưng trong lòng lại lo lắng trong phòng đã đốt nến, từ lúc nàng đau bụng đến giờ đã qua mấy canh giờ. Lâm Di lại nằm lên gối, tóc mai ướt sũng, trong lòng biết Chu Thập Cửu không được vào phòng sinh, nhưng lại không có sức đẩy chàng ra, ánh mắt cứ vậy mà rơi trên đôi tay đang nắm tay nàng kia. Kiếp trước chàng buông tay, kiếp này lại nắm chặt tay nàng, nàng muốn sinh con ra, cả nhà họ đoàn tụ. Nhân ngữ thu cắm từng châm xuống, Lâm Di lại nhanh chóng cảm thấy đau đớn. Lần này có Chu Thập Cửu ở bên, nàng thấy dường như không còn khó chịu như lúc nãy nữa, nhưng rốt cuộc vẫn khó để chịu nổi. Trong lúc mơ hồ thân ma ma xông tới, buột miệng thưa, ngoài cửa có quan binh tới, muốn gặp quận vương gia, phủ chúng ta che giấu phạm nhân. Ngột kép, lời nói của thân ma ma vừa dứt, tay của Nhân Ngữ thu run lên. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, chẳng lẽ bây giờ Trương Phong tử đang ở phủ Khang quận vương? Đồng gia và triều đình đang tìm người khắp nơi, Trương Phong hồi kinh chẳng khác nào tự chui đầu vào lười, huống chi lại trực tiếp đến phủ Khang quận vương, bên ngoài ai cũng biết nàng đang sinh con, cho dù là người đồng gia hay là phe Ngũ Vương gia cũng sẽ không phải phí sức để nghe ngóng tin tức. Chu Thập Cửu nhìn thân ma thân ma ma cập tức cảm thấy như ánh mắt ấy mang theo khí lạnh thấu xương, lòng bà ta giật thót, những lời còn lại vẫn đang treo trên miệng, lại không thể nào nói ra được. Nhưng khi nhìn Lâm Di, ánh mắt Chu Thập Cửu lại vô cùng dịu dàng. "Em yên tâm, bên ngoài có ta, ai cũng không dám xông vào làm càn." Nhưng đây là công khai làm trái chuẩn mực của triều đình, Lâm Di lo lắng. Vẻ mặt Chu Thập Cửu hơi kiêu căng, bình thường Chu Thập Cửu ôn hòa, thật ra vẫn tùy hứng làm liều, vậy mà lúc này dáng vẻ ấy lại làm cho nàng yên tâm. Nhớ tới kiếp trước, nàng oán hận thế đời bất công, từng hận cả chu thập cửu, nàng không hiểu được vì sao cuộc đời nàng lại có nhiều chắc trở như vậy, người mà nàng tin tưởng dựa vào lại trong thời khắc mấu chốt lại cho nàng một kích như vậy. Vì sao bọn họ lại không thể giống những đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau trải qua hoàn. Vì sao giữa bọn họ lại có khoảng cách như vậy? Đã ở bên nhau, vì sao không thể đơn giản đầm ấm, mà lại gập ghềnh đến như vậy? Tình cảm vốn nên tốt đẹp, lại phải nếm trải ngọt bùi đắng cay con đau kịch liệt truyền đến lâm di cắn chặt môi nhắm mắt lại vậy mà nàng vẫn rung động với chàng như cũ bất giác mà vượt qua khoảng cách này sau khi đã trải qua rồi thì mọi chuyện cũng đều phai nhạt bây giờ nghĩ lại thì thế này cũng tốt phàm là đồ chân quý thì đều khó mà cầu được đối với nàng thì chuyện tình cảm này là thế bé con trong bụng cũng như vậy những gì đã trải qua kiếp trước đã dạy cho nàng nếu nàng đã nghĩ cách để nắm thứ gì trong tay thì là ai cũng không thể cướp đi được. Nỗi đau xé tim gan trôi qua, nhân ngữ thu ra ngoài chân cầu ý kiến của Trương Phong Tử, lại châm một châm nữa, lần này Lâm Di lại cảm thấy đau đớn dần dần bớt đi. Bà đỡ tới kiểm tra, sau đó mừng rỡ mà thúc giục nàng, quận Vương Phi, một lúc nữa lại dùng sức. Nhóm bà đỡ ba chân bốn cẳng cột chắn trên bụng nàng, một trái một phải ngồi hai bên, đợi khi nàng dùng sức thì hai đôi tay cố gắng đẩy xuống phía dưới. Một cần hai cần, ba cần, Lâm Di chỉ nhớ nắm chặt tay, dùng hết sức. Bà đỡ hô, sát rồi, sắp rồi, thấy đầu rồi. Dòng nước ấm tuôn ra, trong phòng lập tức truyền đến tiếng khóc nỉ non vang rồi. Là thê tử, bên tại truyền đến tiếng của bà đỡ, Lâm Di mở to mắt, bé con trong talos lót dường như đã nhận hết ấm ức, run rẩy khóc không ngừng nhụ mẫu nhận đứa bé từ tay bà đỡ, đung đưa hai lần, đứa bé mới ngừng gào khóc. Nữ quan còn đang chậm rãi so bụng Lâm Di, Lâm Di vốn dĩ đã cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng sinh con rồi lại không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhũ mẫu tắm rửa sạch sẽ cho bé, lại ôm trở lại đặt bên người Lâm Di. Bé con lặng yên đánh giá xung quanh, Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, trên mặt Chu Thập Cửu là nụ cười sung sướng lâm gì nhớ đến chuyện trương phong tử ta không sao ở đây không còn chuyện gì nữa quận vương gia vẫn nên đến tiền viện chu thập cửu gật đầu nhìn về phía nữ quan nữ quan vô cùng thông minh hiểu rõ ý của chu thập cửu lập tức nói cuống rốn đã cắt quận vương gia yên tâm bên này đã có bọn ta chăm sóc lúc này chu thập cửu mới buông tay lâm di nhanh chân bước ra khỏi nội thất nhóm bà đỡ đổi ga giường dọn dẹp xong phòng trong thì nhân ngữ thu mới bước vào nhìn Lâm Di. Thế tử giống cô, nhân ngữ thu cười nói, hai mẹ con nằm cùng nhau, giống như là cùng một khuôn khắc da. Gương mặt nhân ngữ thu tiên sinh thả lỏng, dường như chỉ vui mừng cho nàng, cũng không nhắc đến việc quan binh đang chờ ở ngoài bắt trương phong tử. Nếu không phải nàng khó sinh, chu thập cửu cũng không để trương phong tử đến phủ. Lâm Di sinh con thuận lợi, hạ nhân trong phòng chính mới lui xuống. Trong phòng dần dần yên tĩnh, cùng mama chạy tới truyền tin ở ngoại viện, Trương Phong Tử bị người ta đưa đi, sắc mặt Nhân Ngữ Thu trở nên tái nhợt. Ngoài mặt Trương Phong Tử là vì có quan hệ mật thiết với nhà tu ngoại tộc nên mới bị trục xuất ra khỏi kinh thành, nhưng thật ra là vì phá hỏng chuyện tốt của đồng trường Mậu, điều này Lâm Di và Nhân Ngữ Thu đều hiểu rõ. Trong phòng không có người ngoài, Lâm Di thấp giọng nói với Nhân Ngữ Thu, "Tiên sinh yên tâm, quận vương gia nhất định sẽ nghĩ ra cách nhân ngữ thu gật đầu kéo tay lâm di cô đừng nghĩ quá nhiều cùng lắm thì bị trục xuất thôi dù sao cũng muốn xuất kinh nhân tiên sinh nói vậy là muốn an ủi nàng bởi vì nàng sinh con mà người bên cạnh đều che che giấu giấu trong lòng nàng đều hiểu rõ bây giờ có gọi người tới hỏi thì cũng không hỏi được tình hình thực tế phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn